Hello, xin chào cả nhà mình nha. Cả nhà ơi, hôm nay á là cũng là một ngày bình thường, không có mẹ, không có ba, không có chay ở nhà, nhưng mà cũng có nói chuyện FaceTime với chay ngày hai lần ông bà cô chú. Chay đang ở Việt Nam rất là vui luôn, vừa có anh em rất là ba bảo mẹ ngân, rất là yêu thương tất cả các ông bà cô chú Việt Nam thương lắm, nên là có một cái khoảng thời gian rất là tuyệt vời. Thì sẵn đây Ngọc có một cái này Ngọc muốn chia sẻ với cả nhà mình, tại vì cuộc sống Mỹ mà có cái gì mà nó lạ xảy ra với Ngọc là Ngọc muốn chia sẻ cho tới đại gia đình của mình. Cả nhà nhớ là cái lần mà chồng Ngọc ảnh đi về bên Michigan không? Cái lần mà để đi, thứ nhất là đi coi cái chiếc xe của ảnh như thế nào nè. Rồi có một cái công việc nữa mà Ngọc không có chia sẻ lúc đó, tại vì Ngọc muốn xong rồi đi rồi mình chia sẻ sau. Thì khi mà mình đang ngồi ở nhà thì chồng Ngọc, bạn của chồng Ngọc, cái anh mà anh khoét á, ảnh chở đồ mà giúp ngồi nhà Ngọc mua qua đây nè. Thì ảnh có ghé nhà để anh làm cái gì, ảnh drop off cái gì giùm cho Ngọc á. Rồi xong rồi cái anh vô nhà, cái tự nhiên anh đi vòng vòng nhà anh kiểm tra giùm cho mình á, cái tự nhiên anh thấy cái bồn rửa chén của mình á, cái bồn rửa chén nhà Ngọc bên Michigan á, nó đen thui luôn, mà đen thui một cái cách mạnh giống như nó không biết nó xảy ra từ bao giờ, tại vì mình ở đây mình đâu có biết đâu, nhà mình thì đóng cửa bên đó 24/24. Cái xong rồi cái anh mới video lại để Ngọc bỏ cái video đó lên đây cho cả nhà mình cùng xem. Thì anh video lại thì cả hai vợ chồng thấy hốt hoảng luôn, tại vì cái màu đen của nó nhìn giống như là ai đã vô nhà mình mà lấy đi hết nguyên một cái sink, cái bồn rửa chén của mình luôn. Nhưng mà ảnh coi kỹ, coi tới coi lui á, thì mới biết là do không biết một lý do nào mà nước ở đâu mà ở bên dưới á, nó lên mình lên đen đục ngầu, mà cái nhà hôi rinh luôn. Nên là hả, ảnh mới báo cho chồng mà biết liền. Rồi xong rồi cái thì thấy như vậy thì chồng Ngọc anh mới tức tốc bút với máy bay qua để coi coi, tại vì mình là chủ nhà mình phải tôi qua tới đó mình coi coi cái chuyện gì xảy ra đó với nhà mình chứ, chứ còn nhờ anh bạn đó thì anh cũng chỉ báo cho mình được vậy thôi. Thì xong rồi ảnh qua thì ảnh mới coi hết, bắt đầu ảnh mới gọi bảo hiểm. Ở bên Mỹ này thì lúc nào mình cũng phải gọi, mình cũng phải có bảo hiểm cho nhà của mình, để bất cứ những cái chuyện gì xảy ra là mình sẽ có bảo hiểm để chi trả đó cho mình. Tại vì khi mà mình không có bảo hiểm á, tất cả những gì xảy ra đối với là bảo lục hay là cháy nhà hay là bất cứ những cái gì không tốt xảy ra đối với nhà thì cái tiền sửa chữa rất là nặng nề, nên là một tháng mình phải bỏ một cái số tiền nào đó ra để mình đóng tiền bảo hiểm cho ngôi nhà của mình. Thí dụ như hiện tại Ngọc đang ở Florida nha, tiền bảo hiểm cực kỳ cao, tại vì Florida là thành phố cái chỗ mà ưa bão nhiều, nên là tiền bảo hiểm một tháng đóng rất là nhiều ông bà cô chú. Rồi thì khi như vậy thì anh về tới anh gọi bảo hiểm, anh qua tới bên đó anh lau chùi nhà cửa, anh làm cho sạch sẽ hết rồi cái anh gọi cho bảo hiểm. Thì bảo hiểm qua thì cái người mà bảo hiểm cho tới là một cái người giống y chang như là dạng biết sửa nhà đồ này kia đó. Thì mình gọi bảo hiểm tới thì bảo hiểm đi vòng 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 coi hết cái căn nhà của mình, coi chỗ nào bị hư hư sao, rồi bắt đầu á cái anh đó là anh biết thí dụ như chi phí của cái này nó sẽ tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền, rồi anh sẽ cộng lại hết tất cả, rồi anh đưa cho mình một cái check. Thì ảnh viết cho mình một cái check như vậy đó, là Ngọc hai vợ chồng Ngọc nhận được một cái check là 17.623 đô và 30 sen. À ngộ hang, check mà có lẻ nữa, thì chắc do ảnh tính cái giá thị trường của cái đó nó sẽ là bao nhiêu, cái kia là bao nhiêu. Thì ảnh sẽ thay đổi hết cho Ngọc nguyên một cái nhà bếp, rồi thay cho Ngọc hết những cái nền gạch ở bên dưới luôn, tại vì đó ngày đó nhà đó Ngọc đó là nền có gỗ có gạch có, nhưng mà ảnh thay hết cái đó cho mình luôn, ảnh ghi tiền cho mình thay luôn là 17.000 mấy, thì tổng cộng có khoảng hơn cần chắc khoảng hơn 400 triệu chút xíu tiền Việt Nam của mình á. Rồi cái bắt đầu Ngọc sẽ kêu người tới để bắt đầu làm lại nguyên cái nhà bếp cho Ngọc, và những cái phần nào mà làm lại để đúng cái số tiền mà 17.000 đô mà người ta trả cho mình. Còn nếu như mà mình muốn cái gì hơn thì mình phải tự bỏ túi mình ra hà. Nhưng mà Ngọc thì Ngọc chỉ làm cho đúng cái khoản tiền mà người ta đưa ra thôi, chứ còn mình đâu có ở đó đâu, là mình cũng không có cần gì thiết nhiều, chỉ là được để bắt đầu mình cho mướn là được rồi. Hồi bữa đó lúc mà khi mà dọn qua đây thì hai vợ chồng Ngọc cũng chưa có sắp xếp căn nhà để cho thuê. Nhưng mà mới vừa gần đây thôi thì căn nhà cũng làm cũng sắp xong rồi, sắp xong cái cũng chưa xong, nên là Ngọc có để lên để Ngọc cho thuê. Thì có một cái cô kia cũng nhắn tin cho Ngọc ở trên Facebook, thì Ngọc cũng để căn nhà cho thuê trên Facebook á, thì cổ nhắn tin thì cổ nói là cổ có muốn nhã ý tới xem nhà rồi coi. Thì khi mà cổ tới xem nhà, Ngọc có cái cô hàng xóm mà có con chó màu đen đen con Cooper á, thì khi mà mình đi mình có nhớ là có nói với cổ là khi mà mình có ai tới hay là có chuyện gì thì cổ giúp giùm mình, thì mình sẽ trả tiền cho cổ. Thì khi mà cái cô đó tới thì cô này mở cửa ra rồi cho coi nhà, thì cổ rất là thích, cổ mướn cho mẹ cổ ở, mẹ cổ cũng ở Florida
À nhưng mà mẹ cổ ở mình giống y chang như là bà Dolores vậy đó. Nhưng mà bây giờ mẹ cổ càng lớn tuổi rồi nên là muốn mẹ cổ là về về Michigan sống, chứ còn ở Florida ở một mình thì nó không có an toàn cho cái sự chăm sóc rồi này kia đó, nên là cổ muốn mua thuê cái căn nhà của Ngọc ở. Thì vô coi thì cổ rất là thích thú, nên là hả bây giờ đồ mà để làm nhà bếp rồi này kia bây giờ cũng tới rồi, là cũng gần hoàn thiện rồi. Thì cái chú ở bên đó là cũng chú cũng làm cố gắng xong để bắt đầu tới giữa tháng 4 này nè là cái cô đó sẽ mướn. Và sáng hôm nay khi mà Ngọc đã hoàn thành xong cái bản mà giống như cái hợp đồng mà thuê nhà rồi đó, thì cổ đã chính thức ký để mướn nhà của Ngọc ở bên Michigan. Mà trước khi mà Ngọc để cổ vô mướn nhà đó thì Ngọc với chồng Ngọc sẽ phải bay về Michigan để mình coi coi, tại vì lúc mà Ngọc đi đó là bên nhà Ngọc còn nguyên một cái giường ở trong cái master, cái giường mà giường ngủ ở trong phòng của Ngọc á. Rồi cái tủ quần áo của Chay bên phòng của Chay, nói tới là chắc ông bà cô chú coi video mỗi ngày là biết, tại vì Ngọc quay mỗi ngày. Rồi còn cái stand mà để Ngọc dựng ở trên ở dưới của cái tivi mà Ngọc mới mua, cái màu trắng trắng á đó, là còn cái đó nữa. Mà bây giờ mình hy vọng là cái cô đó cổ sẽ xài cái đó, còn nếu như mà cô không xài thì chắc Ngọc phải đem cái đó, Ngọc đem ra cái Salvation Army chỗ nào bướng một chiếc xe, rồi nhờ bạn của chồng Ngọc mình phải trả tiền cho ảnh, rồi cái ảnh giúp mình chở đi tới cái chỗ đó để mình cho người ta thôi. Chứ còn bây giờ người ta thuê mà ta không có cần đồ gì trong đó rồi, mình để đó cũng đâu có được, mình phải dọn nó ra hết. Nên là hai vợ chồng sẽ bay qua đó mấy ngày hơn á, là còn Ngọc còn ở ở ở ở bên này để Ngọc chưa có về Việt Nam để Ngọc phụ chồng Ngọc mấy cái đó. Thì đó, cái đó là một cái chia sẻ của Ngọc. Trong khoảng vài ngày tới đây thì Ngọc với chồng Ngọc sẽ đi qua bên lại Michigan, sẽ quay cho cả nhà mình coi. Rồi chồng Ngọc bữa giờ anh về thăm rồi mà Ngọc chưa có cơ hội về thăm, từ hồi bữa tháng 7 tới giờ hả, tháng 7, tháng 8, 9, 10, 11, 12, tháng 1, 2, tháng 3, 8 tháng rồi hả? Ồ, 8 tháng là mình chưa có gặp lại cái căn nhà bên Michigan. Thời tiết thì sẽ còn lạnh, rồi tuyết thì không biết còn tuyết hay không, nhưng mà qua đó vài ngày thì mình sẽ quay cho cả nhà mình coi lại cái phong cảnh của Michigan, coi lại con sông, rồi đi ăn những cái nhà mà quen thuộc thân thuộc, mà những món ăn mà gia đình hai vợ chồng cực kỳ yêu thích ha. Đó thì Ngọc nói chuyện ở đây thì Ngọc cũng có cái check nè, cái check này thì Ngọc đã deposit rồi, check này thì Ngọc cũng đã deposit rồi, nên nhưng nên là hả Ngọc cho cả nhà mình coi cái đây nè, bên đây nè, đây là cái tờ check ha. Thì đây là nguyên một cái tờ check nè đó, nguyên một cái tờ tấm check thì người ta ký cho mình, thì mình deposit mình có thể đem ra cái nhà băng để mình deposit, hoặc là mình ngồi mình deposit tại nhà mình ở bằng điện thoại của mình cũng được. Cái bếp này á, là lúc mà hai vợ chồng còn ở bên đó đó, là hai vợ chồng đã vài lần có cái ý định là mình muốn thay đổi cái bếp, nhưng mà cũng tính tới tính lui cũng chưa có làm, tại vì mình cũng không biết mình ở lâu hay không rồi sao làm sao, nên là cũng không làm luôn. Rồi có cuối cùng mua nhà này rồi dọn qua luôn. Thì đây là một cái cơ hội người thuê nhà mới vô nhà ở và có nguyên một cái căn bếp mới ở luôn, rất là hào hứng và rất là chào đón cái người mà đang chuẩn bị mướn cái nhà của Ngọc ở bên Michigan. Hái chị Mẹ đi. con nhớ mẹ. Ồ, nói mẹ hả? Ồ, mẹ cũng nhớ chị đi nữa. Trời đất, lấy cái mặt con kia ra đi với đi để nó đỡ đúng mày. Con nhớ mẹ hả? Cái gì? Filter gì? Mẹ có đâu biết là đây nè, filter nè. Không biết từ. À, có mà. À, hay chưa? Con nhớ mẹ nhiều không? Biết rồi, bà có chào mày. Dạ bữa nữa mẹ về nha. Mà con chơi từ mà mà bây giờ nè, có mẹ hỏi nè, con nghĩ như thế nào khi mà con đang ở Việt Nam, con nghĩ như thế nào? Con thích không? Con ở Việt Nam có vui không? Cái mà có Ê, nói nghe nè, hình như cái máy tóc hình như mới cắt phải không? Mẹ. Có cắt cái mái tóc mà mình sao thấy mái tóc nó ngắn ngắn vậy? Dạ có mẹ. Ai cắt con ạ? Mẹ Ngân. Á trời, mẹ Ngân biết cắt tóc nữa hả? Chị... Rồi, ngày mai là dự định con tính làm gì nè? Cắt hết rồi mẹ. Cắt hết luôn hả? Dạ như này. Cả nhà thấy Ngọc đang đứng ở một chỗ có hồ nước này đẹp ghê.
Này chắc nhà Ngọc có 6 phút lái xe. Đây là một cái chỗ ở trên con đường của University. Chồng Ngọc có đang khóc đậu xe đằng kia, chạy cái xe màu trắng. Thì chiều hôm nay chồng Ngọc anh nói là bây giờ anh ngán đồ châu Á quá rồi, từ Thái cho tới Việt Nam cho tới Nhật rồi này kia, nên là quyết định chiều hôm nay anh muốn đi ăn taco. Thì ở cái neighborhood của Ngọc mới vừa mở ra một cái tiệm này tên là Talking Tacos. Thì cái này là của người Mexican đó. Thì bây giờ hôm nay mình vô mình khám phá cái chỗ này nha. Ở ngoài trời có những bàn ăn rất là thoáng mát, có những cây cọ dừa nè, đẹp ha. Ngồi đây thời tiết quá đã. Cái quán này á khác những cái quán từ bữa giờ Ngọc vô ăn. Mình xếp hàng, mình vô mình có một cái máy tính để mình order. Rồi mình bấm order tất cả trên máy tính, xong rồi mình sẽ trả tiền ở trên đó cho cái tên của mình, cho cái số điện thoại của mình. Khi nào xong đồ ăn người ta sẽ nhắn tin ra và người ta bưng đồ ăn ra đem tới đây cho mình. À, lạ ha. Chứ thường thường là mình tới là mình muốn ăn cái gì cái có menu rồi này kia, còn cái này người ta làm cái nhanh gọn lẹ tự mình phục vụ. Xin chào mọi người. Mọi người có khỏe không? Hôm nay chị Nguyễn. Hôm nay Nguyễn đang taco. How do you say Mexican? Đồ ăn. Đồ ăn Mexican. Mexico. Mexico. Ooh. Did you smell that? Somebody smelled like liquor. Nghe cái mùi ai chắc nãy giờ ngồi đây ai uống rượu gì đó. À, thời tiết quá đẹp, beautiful weather. Beautiful. Trời em bé nó đeo cái cánh nhờ, look at that. Yeah, I always saw them earlier. Ngoài ở đây thời tiết á. Oh my god, every little girl we see, you're like, aww, look at the little boy, let's change. Chào Ngọc, anh nói Ngọc đi, Ngọc thấy đứa nít nào Ngọc cũng nói, ồ, dễ thương quá, làm mình nhớ chay quá. Đây, đồ ăn của mình ra kìa. Thank you, my friend. Đó, cái này đó. Ooh, guacamole. À, is it supposed to be Sprite, Mexican Sprite? Oh, you want Mexican Sprite? Yeah, yes, thank you. À, cái này là món Ngọc yêu thích. À, guacamole. Đó, là người ta sẽ đem ra cái này cỡ khoảng $6. Có cho mình bánh chips với lại cái guacamole là bơ rồi này kia để mình ăn vô nè cả nhà nè. Ngọc thì đi ăn cái quán này là phải ăn cái này. Ngon. Béo béo ngon ngon. Maybe you want it? But I'm gonna have some. Are you gonna eat it? Okay. Yo. Very good chip and guacamole. Trong đây thì có hành nè, có bơ, có cà chua rồi này kia đầy đủ. Món chính của mình cũng đã ra là có là Ngọc ăn steak tacos 3 miếng ha, có thêm chanh nè. Này của Ngọc, chồng Ngọc nè. Cái này có nước sauce này, nó chấm tôm tôm dưới đó. Rồi Ngọc kêu thêm cái miếng này. Daddy, can you open it up for me? Này là bắp á. Bắp á. Hồi đó mà Ngọc ở bên Chicago cả nhà. Cái bắp này nè.
Thế có mấy cô người mấy pretty cô smart to just cũ đẩy cái xe đi ngang qua cái cũ bán ăn mỗi ăn ly 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 ăn đã lắm, ngon lắm. Pretty smart to serve it that yeah. Take home bowl. Họ ha, mình ăn không hết thì mình đem này về cũng được. Thank you daddy. You're welcome babe. Giờ cái mình ăn chanh vô, ăn ba cái là no. Một lâu cũng thèm, ăn cũng ăn cái thèm. Let's see. All right, good old steak quesadilla and the sauce. Xin mời tất cả mọi người. Xin mời tất cả mọi người. Được không? Có lý không? Có lý, có lý. Nước sốt, nước sốt gì? Nước mà sao chấm nước sốt gì mà nó lỏng quá hả? Sốt gì lỏng 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 lỏng. Yeah, I usually like dipping it in sour cream. This is not too bad. Là gì đấy? What is this? Lemon? Chanh hả? Chanh mà sao nhìn như chanh, nhìn như làm nướng lên rồi hay làm sao? Yeah, a little bit of lemon. Let's try some of this street. Có lý không? Có lý, có lý. A little cay. Tí đồ cay hả? Hơi cay, hơi cay. Hơi cay, hơi cay. Hơi cay. Cay, 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 cay. Cay, cay. Quá, quá cay. Yeah. Quá cay. Quá cay lý. Để Ngọc thử. Oh, wow. Với cảm nhận của Ngọc á, thì người ta bỏ hơi nhiều cái phô mai này nè. Ngọc không thích ăn nhiều phô mai như vậy. Cái thứ hai á, là cái này hình như là người ta chiên lên nên nó làm hơi bị dầu mỡ chút xíu. Ngọc chỉ thích cái ăn cái bánh này là người ta hấp lên thôi chứ Ngọc không thích ăn chiên. Khải khải. Có lý không? Có lý, có lý. Lý Quỳnh có lý không? Có lý, có lý. Có lý chùi miệng, có lý chùi miệng, chùi miệng. Chùi miệng. Chùi miệng. Nhấp miếng canh vô. Đơn giản vậy thôi, ăn học đi chồng mà ăn vậy thôi, tối về là không ăn cơm nước gì hết trơn. Vậy là no, giờ 7 giờ tối rồi ăn cũng uống gì nữa. Ăn ba cái này là no. Tập có kêu ra thêm cái plan. Cái này nè, cái này là cái can you open for me đại. Chuối. Chuối mà cái kiểu Ngọc thích thích đó. Chuối chiên. Thơm 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 này nè. Tổng cộng của cái phần ăn này á là khoảng 61 đô cho tất cả những cái đồ ăn mà nãy Ngọc kêu ra là tới khoảng chừng 1 triệu 2 triệu 3. Đô bây giờ là 1 đô là 23 ba đó. Đi ăn về là cả nhà ơi, đi ăn về hồi nãy hai vợ chồng còn ghé vô đi bộ tới cái chỗ này đồ ăn đem về nè, còn dư đem về, còn đây là chợ. Đi bộ tới cái chỗ Trader Joe để mua thêm một chút đồ. Silver dollar pancakes. Pancakes nè. Rồi almond butter, granola nè. Chồng Ngọc cái này cũng chồng Ngọc ăn á. Sữa sữa sữa. Almond butter. Cái chồng Ngọc thấy sữa này hơi lạ, sữa này mà nè. Mà sữa chuối mà còn có thì hạnh nhân mà còn bơ gì trong này nữa thấy lạ lạ nên mua về uống thử coi sữa gì. So tomorrow it looks like I'm gonna have silver pancakes with sprinkled with almond butter granola over it for breakfast. And this is your drink. Này sữa của ảnh nè. And the soda is for the smoothie, the strawberries and banana smoothie. Sữa can't wait for tomorrow morning. Mai là nó ăn hết mấy cái đó đó. Uống uống sinh tố. Rồi làm cái này bánh này ăn rồi này kia. Còn cái này thì chắc để trưa trưa mai ăn chứ còn cũng no quá. Nhưng cái này bữa nay ăn dầu mỡ quá ngán, lòng ngán. Ăn được cái hai cái ngán rồi trời coi nó kỳ thật.
Rất kỳ rồi. Nó quay quay cái chân của chồng Ngọc. Xin đồ ăn chứ gì nói là kỳ hả? I already fed him, so I don't know why he's... Baby, remember the beef I made you yesterday? Yeah. Hôm qua Ngọc làm thịt bò cho chồng Ngọc ăn á. The beef so, you made yesterday, I ate, but Lucky loves it. Oh so my he God. He got up on the table and said, and did you share it to him? Of course. Oh my God. So when I came home, I ate whatever left, and then there were two pieces left. He jumped on the table, I gave it to him all. Yeah, and he ate. He cleaned the bowl and licked the bowl. He did, yeah. Chồng Ngọc anh kể là Ngọc làm thịt bò cho ảnh ăn hôm qua, là ảnh ăn cái Lucky nó nghe nó thèm món, nó chạy lên. Nó chạy lên cái anh cho nó ăn. Hèn chi Ngọc thấy anh về, Ngọc về cũng còn thịt bò, cái Ngọc ngon Ngọc ăn mà Ngọc cũng ăn hết. Cái xong rồi cái còn lại hai miếng nó nhảy lên bàn, nó liếm cái dĩa, Ngọc thấy tội, Ngọc cho nó ăn hết luôn cả nhà. Ôi, ảnh ăn thịt bò đã không? We're both wearing the same attire. See the little white on his chest, like the white on my chest? See? Hướng ăn Lucky thì chứ. Ăn thịt bò rồi này kia, thịt bò ngon lắm, thịt bò mà có thớ mỡ giống như thịt bò Wagyu vậy đó. Our lunch for next or for tomorrow. Oh, it's going to be a good lunch. I think the potato I mean leave this outside. Oh, you want that for dessert yeah. tonight? Perfect. Rồi cả nhà ơi, cái video clip mình nhanh gọn lẹ như vậy đã hết một ngày của hai vợ chồng của Ngọc rồi. Cũng trôi qua một cách yên ả lắm cả nhà. Ngọc thì làm order, nhận order. Rồi chồng Ngọc thì ảnh làm công việc của ảnh, những công việc cần làm. Thôi Ngọc với hai vợ chồng Ngọc xin chào tạm biệt cả nhà mình ở đây nha. Bye bye, thanks for watching. Hello, xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay cho phép Ngọc xin giới thiệu tới chương trình rút thăm trúng thưởng từ giờ cho tới ngày 25 tháng 4 nha cả nhà. Mà mình mua bất cứ cái sản phẩm nào bên Ngọc mà giá trị sản phẩm lên tới 500 ngàn thì bên Ngọc sẽ gửi tặng mình một cái phiếu rút thăm trúng thưởng. Giải nhất là 10 triệu đồng, giải nhì là 5 triệu đồng, giải ba 3 triệu đồng kèm 5 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 500 ngàn đồng. Và khi mà Ngọc rút thăm trúng thưởng là tới ngày 25 tháng 4 tại cái trang Facebook này vào lúc 1 giờ trưa, Ngọc sẽ livestream và rút thăm trúng thưởng trực tiếp nha. Chỉ có ở Việt Nam thôi nên là tất cả các khách hàng ở những đất nước khác thì thông cảm dùm cho Ngọc. Những sản phẩm đang có mặt ở đây đều được giảm giá thêm 50.000 đồng cho mỗi sản phẩm nha cả nhà. Đây là sản phẩm nhụy hoa nghệ tây. Nhụy hoa nghệ tây thì mình sẽ ngâm nước mình uống mỗi ngày ha, y chang như lũ nước lạnh vậy đó. Một hộp như thế này mình uống được từ 2 cho tới 3 tháng, sẽ hỗ trợ cho cái giấc ngủ của mình ngon và sâu hơn nè, ổn định lại cái huyết áp nè. Ai đang bị high cholesterol hoặc là bị tiểu đường uống rất là tốt. Ngoài ra thí dụ như mà mình bị cái chứng là đau nhức đầu thâm niên hoặc là ưa bị chóng mặt do cái chứng rối loạn tiền đình đó, nhụy hoa nghệ tây cũng hỗ trợ cho những cái đó. Mỗi ngày mình chỉ cần bỏ vài sợi vào một cái chai nước như thế này. Mình có thể ngâm với nước nóng cũng được, nước lạnh cũng được, hoặc là bỏ nước đá vô uống luôn cũng được. Thì mỗi ngày mình chỉ cần uống một chai như thế này là đủ rồi. Tiếp theo sản phẩm mà có liên quan tới nhụy hoa nghệ tây thì bên Ngọc có một cái loại serum. Cái này được làm ở Pháp nha, được chiết xuất từ nhụy hoa nghệ tây. Serum này khi mà mình xài lên da, dưỡng ẩm cho da rất là tốt, cung cấp thêm collagen cho da, sáng da và đặc biệt da mình rất là căng bóng, chống nhăn cho da. Và nếu như mình có những vết thâm do mụn để lại hoặc những cái vết nám á, nó sẽ hỗ trợ mờ đi những cái vết đó cho mình. Ngọc có nhiều size lắm, size bự nhất là 30ml, như size nhỏ như thế này là 15ml, hoặc là cái size dùng thử là 3ml để mình có thể xài thử nha. Ở đây Ngọc có sản phẩm sụn vi cá mập của Nhật Bản chuyên cho viêm đau nhức xương khớp, tê nhức tay chân, bị khô khớp, bị vợt bẻ chuột rút. Mình đang cần một cái loại thuốc về xương khớp. Nếu như mà khi mà mình đứng lên ngồi xuống khó khăn á, mình mẩy mình ưa bị nhức nè, bị đau lưng mỗi cổ mỗi vai gáy, thì mọi người có thể thử tham khảo cái sản phẩm sụn vi cá mập bên Ngọc. 100% làm tại Nhật Bản, một hộp như vậy là có 520 viên, mỗi viên bên trong làm nhỏ xíu như này nè, như là viên tiêu vậy đó, rất là dễ uống, mới làm cho mình bị trữ nước hoặc là không có làm cho mình mập. Đây là sản phẩm tinh dầu thơm miệng được làm tại Mỹ. Thì tinh dầu thơm miệng này á, ngoài giúp cho hơi thở mình thơm mát nè, mình có thể mang theo bên mình của mình nè. Ngoài ra 6 tuổi trở lên là mình có thể xài được. Sáng một lần, tối một lần mình dùng y như là nước súc miệng hoặc là y như là kem đánh răng. Mà cái tinh dầu thơm miệng này đó sẽ hỗ trợ cho mình ngăn ngừa được cái tình trạng mà mảng bám trên răng nè, bị viêm nú, bị sưng nú ha, rồi tình trạng bị tuột nú của mình nữa. Mình cứ để ở trong nhà tắm của mình á, cái là sáng mình xài một lần, tối mình xài một lần, hoặc là mình mang đi theo đi làm mình xài. Nếu như mà mình xài như là kem đánh răng á, thì mình sẽ bỏ kem đánh răng lên đây và mình nhỏ vài giọt tinh dầu này lên, mình sẽ đánh răng. Hoặc là nếu mà mình không xài những kem đánh răng á, thì mình sẽ có thể lấy một cái ly nước, sau khi mình đánh răng xong mình nhỏ vài giọt tinh dầu vô, mình sẽ súc miệng bằng cái nước đó. Em đây là cái tip gel trị mụn của Hàn Quốc dành cho mụn bọc, mụn đỏ, mụn sưng, có mủ ha, rồi mụn ở lưng nữa. Nếu như mà mình từ 12 tuổi trở lên là mình có thể xài được rồi. Mụn chỗ nào mình sức chỗ đó, sáng sức một lần, tối sức một lần. Trà giảm cân của Nhật Bản bên Ngọc giảm mỡ cho cái bụng của mình và giúp mình giảm cân một cách từ từ ha. Một bịch như thế này là gần có 30 gói ở trong này, mỗi ngày mình pha một gói với lại nước nóng uống sau khi ăn sáng hoặc là sau khi ăn trưa. Không có làm cho mình tiêu chảy, không có làm cho mình trữ nước và không tác dụng phụ nha. Chỉ là 3 loại trà và 1 loại đậu đen, nghiền nhỏ ra bỏ vô cái túi lọc này rồi mình sẽ uống sau khi ăn thôi.
Đặc biệt hơn, bên Ngọc còn có nguyên một cái bộ dưỡng da của Hàn Quốc gồm 6 chai. Thứ nhất là sữa rửa mặt, xong toner, serum, kem dưỡng ngày đêm, kem triền trắng nâng tông, chống nắng. Đầu tiên, nói tới sữa rửa mặt, đây là sữa rửa mặt sổ bọt thải độc. Vừa dùng để rửa mặt được, vừa dùng để tẩy trang được và vừa dùng để đắp mặt nạ được luôn. Mình sẽ lấy một cái lượng sữa rửa mặt cần thiết thoa đều lên da mặt của mình. Ở nhà mình có thể thấy là đang sủi bọt trên da mặt của Ngọc này thì làm sạch sâu hơn và lấy đi bụi bẩn trên da của mình. Mà cảm giác á, sau khi rửa mặt xong không làm cho da mặt của mình bị khô. Sau đó mình sẽ rửa mặt lại bằng nước sạch dùm cho Ngọc nha. Rồi mình sẽ xài tới cái toner nước thần căng bóng. Thì cái này sẽ giúp cho da của mình á, cân bằng lại cái độ pH và sẽ xe khít lỗ chân lông lại cho mình. Đây là serum collagen dạng viên, sẽ hỗ trợ cho mình là cung cấp thêm collagen cho da của mình và giúp cho da của mình cũng sáng màu và căng bóng. Mình lấy một cái hộp serum này ra rồi mình sẽ ngắt ra. Mình sẽ xịt trực tiếp lên da của mình. Hũ kem dưỡng chính nhất trong cái bộ này là kem dưỡng ốc sên. Ở trong đây có mấy cái vàng vàng, trong này là cái vàng nano. Hũ kem dưỡng ốc sên này nè, sẽ giúp cho da của mình sáng đều màu hơn. Mờ đi những cái vết thâm, vết nám trên da của mình nếu mà da của mình hợp nha. Cái chất kem nó như thế này nhưng mà khi xịt lên da sẽ giúp da mát, thấm hút nhanh liền ngay lập tức, không có làm bị vết rít trên da của mình. Xài được sáng và tối, đây là kem dưỡng chính nhất của cái bộ này. Kem truyền trắng nâng tông sẽ hỗ trợ cho da của mình có một lớp trắng sáng. Nếu như mà cả nhà mình ai mà không có thích dưỡng da và xài make up nhiều á, cả nhà mình nếu mà ai không thích xài make up nhiều, mình sẽ xài cái kem truyền trắng nâng tông này giúp cho da của mình sáng cái tông màu lên tự nhiên hơn mà mình không cần phải dùng thêm nhiều phấn. Cuối cùng là bước, một trong những bước cực kỳ quan trọng, đó là kem chống nắng. Đây là kem chống nắng SPF 50+. Mình có hai đầu, một đầu là dạng vặn xoa, một đầu là dạng mình xịt ra như thế này. Cực kỳ quan trọng luôn cả nhà ơi, có xài mỹ phẩm hay không cũng phải xài kem chống nắng vô dùm cho Ngọc. Kem chống nắng không có làm mà lộ dấu vân kem nè, không có làm bết rít nè. Mình có thể xài chung với lại những cái trang điểm của mình mỗi ngày.